Ở phố Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội luôn có rất nhiều quán cà phê trứng nổi tiếng, trong đó phải kể đến như quán cà phê Giảng, quán cà phê Lâm và quán cà phê Vi Anh là những quán chuyên bán cà phê trứng. Ngoài ra còn các đồ uống khác liên quan đến trứng đánh kem như cao cao trứng, sữa đậu, trứng ăn rất ngon. Quán có view nhìn ra phố cổ và thoáng mát, rộng rãi, thiết kế rất đẹp.